Chapa, tudo bem? Obrigado. Ok. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Yeah. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Toàn là người già nha con. Yeah. Ovo. Ovo de galinha. Ofereceu para ti. Não, é. É assim, eu não vou levar porque a avó para deixar para comer. Esse ia ficar assim. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình chào thầy. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Giáp Vlogs cuộc sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình đang trên đường cùng bác trưởng thôn bản làng Tu Vi Ly các bạn là dẫn đến bản làng Bango. Đấy, giống như hôm kia anh không ở đây. Hôm kia là em lên đây. Hôm trước đó bên là anh Manuel ấy. Đấy. Thì là hôm trước ấy thì là bác trưởng thôn bên kia cũng như bác trưởng thôn ở bản Tu Vi Ly nói mình là đau đại tâm 4 đến 5 cây số rồi các bạn, mà bây giờ hồi nãy chưa đi, khi nói nãy chưa đi là mình đi 15 cây rồi các bạn, mà chỉ đến nơi đường thì hiện tại rất là xấu. Sopa, você fala 5 ou 7 km, agora tá andando 15, aí também ainda não chegou. 15, já sabe a distância por falta de transporte. E como o Tonê também está numa via de operação, tem que conhecer as áreas. Đấy các bạn, thì mọi người bên này thì họ cũng ước chừng vậy thôi. Đi bộ bên này là người ta đi bộ với người dân bên này, đối với người dân bên này đi khoảng 15 đến 20 cây, người ta vẫn bảo là gần. Chỉ tầm như 4-5 cây số đây. Phải là do với người ta đi quen đường mà. Đây, đường thì rất là xấu chứ các bạn. Bây giờ đi 15 cây bây giờ. Falta mais alguns metros para chegar muito distante. Đấy các bạn, thì hiện tại bây giờ là anh em mình đi đến đường đến đấy thì vô tình đấy các bạn, vô tình là gặp thầy hiệu trưởng. Đấy, đi xe đang bị thủng sắm bên này. Đấy. Director tên là Olay. Ê, director. Vai Hinduka. Una Hinduka. Tudo bem? Imbeni. Muito bem. Tá, director. Obrigado. Foi onde a finale? A gente vai ir para a comuna. Para vir da escola. No Mucuio, mas a moto me furou pelo caminho, agora sim estou a empurrar. Não andar lá por quê? Lá? Não andar. É muito distante. Ah, aqui é mais próximo. Thầy hiệu trưởng là đi lên trên huyện các bạn, đây là đi đường tắt này đi xuống như này là gần hơn. Còn đi đường tỉnh này thì đường đẹp mà lại xa hơn. Đấy thì máy là gặp anh em mình các bạn không là phải giặt bộ trở về đấy. Thì agora como? Andar mais ou voltar? Assim tenho que ir. E mais? Leva a moto também? É? Não. Vai levar a moto. Em bạn từ bản Mucuiu đi vào đến đấy rất xa, khoảng tầm đến 4 đến 50 cái đấy các bạn. Đấy, nhưng mà thầy đi đến đấy thôi. Đấy giờ sẽ thùng lốp đây. Đấy lốp đi. Mấy tên nào về? Camera. Thầy thùng sắm mà con sắm nó còn đi sắm ra này. Thế gì você andar assim? Yeah. Traga olay. Camera já saiu fora aqui. Bây giờ phải thấy sắm các bạn. Thôi bây giờ thì anh ta ora vừa chúng ta mệt được caro. Muito obrigado. Các bạn đula cho lúa con này. Con ngâm này. Wey le culo. Con bang. Con bang. Máy là gặp anh em mình giữa đường này các bạn. Con không thay cứ đi để chứ thầy đi ở đi tiệm thôi. Vì bây giờ dừng ở đây không làm cái gì cả. Chấp nhận hứa sắm về thấy sắm. Ok các bạn, bây giờ là đến bản làng Bango rồi. Đấy, rất xa. Đâu đấy khoảng 20 đến 25 cây số đấy các bạn. Đường thì khó đi. Đây rồng ở đây cũng nằm ở đôi cùng núi đấy các bạn. Rừng toàn cấy cối cả. Đấy. đơn có hình của đường học đây phải không anh? Đấy. Đấy, của mình em đấy. Ui, người dân này các bạn. Người dân ơi. Cứ nhảy mùa hạt ho đây. Qua lên đi. Soba, tudo bem? Ok. Tudo bem? Obrigado. Obrigado. Yeah. Obrigado. Okay. Muito obrigado. Toàn là người già nhá bạn. Yeah. Ok. Xin xin. Xin xin tao bem. Tudo bem? Yeah. Yeah, yeah. Tá guaindo cá? Cheio. Bacana. Yeah. Sao mà esse tudo vai doer? É só aqui? Sim, sim. É onde finalmente? Aqui, lá? Sim, mas esse bairro aqui, mas lá também tem pessoas. Ah. Foi mesmo até lá numa da montanha que está lá no fundo. Ah, do bairro aqui, só tem tudo de về luôn đấy, tudo xong rồi về luôn đấy. Sim, sim. À đấy các bạn, ở bản này là mình thấy là hầu như ở đấy là tất cả là toàn người già cả, trẻ em cũng không thấy đâu cả. Trẻ em chắc cũng có nhưng mà ít. Đấy, thanh niên cũng rất là ít nhưng mà hoàn toàn là người già, các cụ già đây là tu đủ xong mai du menu tu đủ xong về luôn đấy. Đủ client sẽ xong cùng bố cũ. Nào, ta biết xong mình. À, ta anh xong mình ta. Tiếp bu ali đi yêu cho phải là đấy. Em ta on tay yêu cho bạn đã số bà đủ tu vi này. Vai thì visa. Em ta hoje eu venho aqui para visitar aqui do bairro Bango, já? Obrigado. Já. Diga obrigado. Ở đấy là người dân rất vui mừng với bạn. Đấy, những điều nhảy quen thuộc nha các bạn. Đấy, rất là vui mừng. Đấy, không biết gì cứ nhảy mùa hạt ho đã, vui đã. Đấy, chỉ mới lắm hồi dân nhưng ở đấy chắc là cũng chưa đủ đó các bạn. Đấy, hồi dân còn ở nhân khẩu thì chắc là cũng rất là nhiều. Xấu á, ở đây. Anh em mình càng đi xấu càng nhìn thấy được cái sự gác cổ rồi. Đấy, càng đi vào xấu là nhiều bản cực kỳ khó khăn luôn nha các bạn. Đấy, rất là khó khăn luôn. Yeah. Rất là vui các bạn. Đấy, toàn là những người già cả, càng đi vào sâu từng nào thì mình gặp là những cái bản là rất nhiều khó khăn nha các bạn. Đấy. Tem galinha, tudo bem. Ah, recebe. Recebe. Okay. Muito obrigado. Já, sopa. Hoje eu já deixo tempo para quero vir aqui visitar do bairro do Bango. Tá, bem, obrigado. Então, do bairro aqui também fica separado, né? Sim. Đấy các bạn, ở bản Bango ở đấy thì cũng là mình cũng là hỏi bà trưởng thôn thôi. Thì là bản ở đấy là cũng ở cách nhau cũng nhà này ở gọi là một cái ở đấy là có vài nhà, ở phía đâu kia là cũng có vài nhà, cũng cách nhau rất xa chứ không phải ở gần đâu mà. Vì ở đến núi hoàn để mà đi kiếm cái gì ăn, mà ở nhà ai con núi con gì để mà thả đấy. Họ ở gần thì họ không nuôi là những con vật nuôi thì họ là nhiều là lẩn lồn nhau đấy các bạn. Đấy. Giờ em tao aquí Dubai đua aquí tên Noventasin kudu duka jan đấy. Sí sí. Em tao tu duo ju ja ja se kaki. Nào ăn cũng như nó về rồi. À, ấy là nó về đấy. Sí sí. Y aquí so tên Mayu menun đấy. Sí sí. Ok. À. Em tao cái đùa ở tỉnh Rio. Sì sì. Em. O limite là naquele trabalho aí, naquelas casas. Sim. A tua casa é onde? A minha casa é meu aí no outro lado. Qual lado? Lá em cima. Sì sì. da montagne. Là anh xin mà đu đu montagne à? Sì, sì. Đấy các bạn, đấy nhà bạn là ở phía trên núi các bạn, ở phía trên núi nữa. Phía trên núi đến kia là. Ta đi tan đi. Nào nói metros. Y aquí do Bogotá cultiva onde? Nas lavras. É? Sim. É onde? Sim, alguns têm lavras aí, alguns têm lá em cima. Ah. Sim. Mas tem pedra de muito? Não, pedras? Sim. Não, pedras não tem. Não, com chuva. Ah, só depende de chuva. Sim. Depois uma chuva, quando chuva não caiu? O milho seca. Hã? Quando a chuva não caiu, o milho seca. Ah. Đấy, ở đấy là cũng là các như bác trưởng thôn nói mình các bạn thì là cũng là khai hoang thì cũng là tùy thuộc vào cái thời tiết các bạn. Nếu mà thời tiết không có mưa các bạn thì sẽ không khai hoang được và cũng không làm được cái gì hết, vì là đất là trồng ở trên rìa núi đấy các bạn, bên mép núi đúng không? Ở đấy là toàn trồng gọi là hai bản này là cùng trồng nhau, bản Tu Vi Ly với bản Bango này là nó trồng một quả núi thế này ạ. Đấy. Thế này là ở quanh cả. Ở chia ra đường vào thì cũng rất là khó hơn cái bản lan Tu Vi Ly nha các bạn. Esi Aura tu dia so vai du montaña vai procura comida. Ele diz assim, depois da como tá mal, você onde você tem procurado a comida? Quando não tem comida aqui. Londemba. À, para comer đấy. Sí, sí. À. Đấy thì hôm nay là đến đấy thì cũng có một số ít bánh kẹo. Dạ, tôi đúc cái ăn ở phía cà phê thì cái anh. Dạ, vậy đấy sẽ phát cho các em là cái món quà nhỏ các bạn, có ít bím bím ấy. Đấy. Người lớn trẻ nhỏ chứ cái có quà hết. Oliga? Cà phê sera. Canh vào đây xe. À vô. Có là vô. Taki. Đấy các bạn. Đấy. Anh chưa quên nào. Canh mình đây gì? Đấy 4 quả trứng gà này. Mặc dù chưa có gì đâu các bạn, mặc dù mình mới chỉ đến đấy thôi. Ovo de galinha. Ofereceu para ti. Não, é assim, eu não vou levar porque a avó para dessa para comer. Esse ia ficar assim. Fica só assim, né? Obrigado. Guardaço. Outro vez ông Tida CB. Đấy đây các bạn, được mấy quả trứng là cùng đum đóng ảo đây các bạn này. Đấy nhờ thật chơi bác trưởng thôn là đưa cho mình. Đấy 4 quả trứng cô bác lên cao bằng tay đây này. Đây. Dạ. Đây số. Guột đa số. Lê bác casa para comer, ya? Ya? Porque a avó não vai conseguir trabalho. Đấy CB để phát cho các cụ già, các em nhỏ nha các bạn. Đấy. Ra ta kì chứ. Đấy, bên này không kể người lớn hay trẻ em gì đâu các bạn, vì có những cái gói bím bím này là cũng thực chất là chẳng đó gì đâu, chẳng quá là mình để đấy là có cái quà, món quà nhỏ thôi các bạn. Dạ ta kì chứ. Dạ Kalian sao ta kì. Ta kì chứ. Đấy. Cánh này sẽ bay sao lại chứ. Nó đấy, bị mù và bị tàn tật chứ các bạn. Đấy. Bản này chắc là toàn người già cả, rất là khó khăn đấy các bạn. Ra để bố thì cái coi dù chứ. Ta kì chứ. Đấy. Chỉ là những gói bím bím thôi nhưng cùng họ cũng rất là vui. Đây là. Đấy, nhìn rất thương nha các bạn. Bản toàn người già hết. Người tàn tật thì rất là nhiều. Đấy, các cụ già cũng rất là nhiều. Cái ngay nó đây sẽ bay tay chứ. Ta kì chứ mà về là. Ta kì chứ. Cánh đây sẽ bay anh rồi. Anh nó đây sẽ bay. Dạ. Giá tiền đấy. Hay. Cả bạn luôn. Dạ. Dạ ta kì chứ. Đấy, bản toàn là người già rất là nghèo khổ đấy các bạn. Ta kể nhá, ở đến sườn núi mà. Cho nên bây giờ các chỗ, các nơi khác thì đang có nước để mà khai hoang trồng trọt. Còn ở đấy thì không có. Cho nên là bây giờ là trước mắt mình sẽ đến là mình sẽ giúp người dân để khai hoang trồng trọt đấy các bạn. Đấy. Cao mà solo de vaga nhá. De vaga nhá. Ta kể nhá. Đã tan nhiều rồi. Đó kì chứ. Đấy. Toàn là cụ già đây, là thanh niên không thấy đâu các bạn. Thanh niên không thấy đâu. Toàn là cụ già hết. Đây. Có ta đi. Xin nhờ. Xin con lục lem xin. Đây còn này, con cũng đang thanh niên mà tay tàn tật này. Đấy, tay to tay nhỏ còn bị cốp lại. Đấy thì mình được bắt phải giúp cho họ được cái được bắt để thoát nghèo khổ đó các bạn. Đấy để có cái lương thực để dự trữ để mà ăn uống đã. Còn những cái việc gì thì sẽ sau. Thì đấy các bạn, thì ở đây là hầu như là chủ yếu là ở trên cái sườn núi ấy, gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, đặt về vấn đề khai hoang này cũng như vì đá nhiều mà mưa không có đó các bạn. Đấy, thì Việt giờ chỉ Việt phụ thuộc vào trời mưa. Càng đi sâu vào ở trong này đấy, càng nhiều bản nó còn nhiều khó khăn rồi các bạn. Đấy, thì ở đây là toàn cụ già cả. Phát mọi người mồi quả bên bên các bạn, nhưng họ rất là vui, họ rất là trân trọng các bạn. Dạ, bố bù, dạ các bạn đã rồi dạ. Em xin. Eu venho aqui para ver, vamos ver tudo aqui, então vou ajudar de cultivar ainda. Đang hỏi là mọi người bây giờ có muốn đi để trông tròn còn đấy là tất cả đều hô hào là muốn đấy. Tá bom. Então tudo bom, agora tá cultivar depois eu ajuda. Chefe Tony, a mais já está reclamando, está lamentando, diz, olha, filho do Vietnã, muito obrigado por você estar aqui, nos encontrou numa situação muito delicada, estamos pobres, não temos enxada, não temos semente, não temos sal. Olha, ainda no cobertor para se tapar à noite, não tem. Olha, os nossos filhos andam ao mar, também não tem roupa. Okay. Olha, que essa tua ajuda, seja bem-vindo para acudir essa situação que eles estão enfrentando aqui. Ok, tá bom. Yeah. Assim depois eu vou voltar mais para que tudo vamos cultivar. Tá, obrigado. Tem que cultivar primeiro para ficar dessa fome ainda. Quando for seu, vai fazer outro trabalho. Sim. Já tá bom não? Tá bom. Đấy. Đấy thì mình sẽ nhờ bạn trưởng thôn nó sẽ dẫn đi một vòng các bạn để xem thế nào. Đấy ơi. Toàn đảo hóng các bạn. Toàn đảo hóng như thế này thì lại gì ra mà cây phải cuốc để mà có được lương thực các bạn. À xin. Được cái xoài thì nhiều. Xoài thì nhiều có cày luôn. Số manga. Đi đâu là toàn đá đây. Ở đây đây nha các bạn, đây thấy được rất nhiều cái khó khăn mà người dân phải gặp phải nha các bạn. Anh này đã thế này thì đẩy về xây mỏng được chứ làm cái gì được ở đây đây đâu. Đó đây, đá này. Còn đỏ không? Đấy rừng ở đây. Đấy, nằm lên rừng đấy các bạn. Thì hôm kia thì bác nói như thế thì mình cũng không rõ đâu. Đấy, hôm nay mình mới lên được thực tế thì mình mới nhìn thấy. À cái giá sinh thì bác cũng tìm vào cô mù. À nó đàn đấy. Sinh cái gì ta. Ở đây này thì có cái cây xương rồng thì mới sống được thôi chứ. Chỉ có toàn ba cái cây bốc khoáng các bạn. Nhà cũng không thấy đâu ấy. Nhà chỉ có cái ở bên kia đấy. Ở trên kia có cái núi anh này, núi đá trên kia thôi. Vietnam. Tôi đua xin đi bơi, cô tí vã xin nào đá. Nói như đá đôi toàn đá ống. Ta đu rồi á. Ta đu. Bênh đu rồi. Để bố cô tí cao cô mua gì. Muốn thua anh ảnh ở toàn ở đấy rồi. Ở đấy toàn là gặp rất nhiều khó khăn đấy các bạn. Đây đây. Supera. Mai nát à. Mày em nói cái bản đấy. Thì mình Mình cũng đã nghĩ được cái khó khăn đó nha các bạn, vì bản thân là ở Sươn mình thì đã hiểu được ná nhiều rồi. Xin nó ta vô, xin nó vô được cô tí vào đấy. Xin đi một vòng các bạn, đi một vòng bây giờ. Toàn là núi và đá hết. Thời đá giống như nhóm anh. Người dân thì cũng rất là đông. Giờ phải tập trung vào giúp đỡ người dân để mà cho họ để khai hóa các bạn trước mắt để mà trồng trọt thôi. Ê, ta cần xa đâu nhá. Đã muốn dùng cần xa đủ. Xin tôi đục phe nào. Đặng nọng nha bạn. Đấy, nói nghèo khổ đã không biết nhưng cái nào cũng nửa đôi quê đến mối nha các bạn. Hay những mối đồ cây đánh là vô tận này. Nhiều đi. Toàn ở dốc đùi lắm các bạn. Cũng có băng. Yeah. Hoje eu venho passar para visitar, depois eu vou voltar mais para vamos ajudar do povo, vamos cultivar, vou ajudar semente para tudo cultivar, para depois tem milho, mandioca para ficar comer, já? Obrigado. Tiêu các bạn thì ngày hôm nay là mình đã lên thăm người dân bản làng tại Bango. Thì nhìn thấy cái địa hình và người dân ở đây là hầu như là 80% là toàn cụ già, còn nửa là 20% là toàn là đá, đất và đá các bạn. Còn người già và địa hình thì rất là khó khăn. Thì trước mặt đấy thì mình sẽ cố gắng làm sao để mà giúp đỡ được cho người dân ở đấy là họ có cái đất bằng phẳng để cho họ khai hoang được đấy các bạn, để mà có cái lương thực để mà dự trữ, để mà ăn uống. Như bây giờ cũng khó khăn, để trông rất khó khăn rồi mà bản này toàn người già cả. Thì ok các bạn, thì video của mình hôm nay cũng xin phải được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáp Vlogs cuộc sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.